Hôm nay ngày 29 tháng 10 ha, mình chào chị các bạn đã quay lại kênh của mình. Những món đồ trên đây mình bán chuyển khoản là sẽ bao hết tất cả phí vận chuyển rồi nha anh em. Khi nhận hàng khỏi phải trả gì nữa. Còn anh em nào xem kênh lần đầu á mà muốn mua hàng thì phải bấm đăng ký kênh ha. Và đăng ký kênh thì anh em sẽ bấm cái chuông, nó sẽ thông báo tất cả các video mình qua ha. Rồi mình chúc anh chị các bạn có ngày thật nhiều sức khỏe ha. Thì đồ hôm qua mình bán anh em là chốt hàng thì mình gửi hết rồi nha. Tại mình có thời gian thì mình sẽ gửi sớm, còn mình không có thời gian thì mình sẽ gửi hơi trễ. Bây giờ tình hình dịch á, cái nên mà hàng nó đi có những chỗ xa nó đi rất là chậm nha anh em đó, thì anh em cũng thông cảm với vấn đề đó. Rồi thì anh em nào mà có đi ngang xem kênh thì nhớ bấm cho mình xin một like ha. Rồi hôm nay mình vô vấn đề chính, mình có 10 hay 11 món gì đó anh em ha. Bán có đồ nghề và đồ pin luôn ha, có những đồ pin thanh lý mình không có thời gian làm thanh lý luôn. Rồi cái này đầu tiên là cái số 1 nha anh em, số 1 ha, số 1 giá là 200k ha. Cái hộp lưỡi dao made in Japan nha anh em, có dao tròn và nó mạ màu vàng á, tất cả là 14 lưỡi ha. Số 1 giá 200k, anh em mua hàng nhớ ngày giùm mình ha. Và mua hàng thì anh em khi mình đăng clip lên á, khi mình hay đi ra đường á thì anh em nhắn tin vào số điện thoại để chốt hàng giúp mình ha. Còn Zalo thì mình để sẽ trả mã bill cho anh em thôi ha. Và đây nó có bốn con dao đường kính hình tròn nha anh em, nói chung cũng khá là bự á. Và được cái này nó có mã là HC 84 844 ha. Cái này là hình tam giác, này nó khoảng 10 vuông nha anh em. Còn cái đường tròn này cũng vậy ha, khoảng hình tròn ha. Đó thì cái này mình, cái này toàn hoàn toàn là còn mới, là chưa xài sử dụng nha anh em. Đó cái này 20 ha. Đó. Và cái này cái hình tam giác, cái này là 20 ha. Còn cái này là cái hình tam giác, hình tam giác nó khoảng là cũng khoảng 20 luôn nha anh em. Đó đây 20 ha, và hình tròn này cũng 20, tất cả cái này là mới chưa sử dụng ha. Đó và nó có hai con cái thép màu đen nha anh em, thép màu đen thì nó cũng có chữ luôn ha. Đó, đây ha. Đó trên hộp thì có ghi là da băng cái gì đó anh em ạ, chữ Nhật ở đây dốc ha. Đó chữ da băng nằm đâu thì không có thấy, có cái tem ở đây nữa. Ở đây nó có cái tem, nó cũng bị rớt ha. Cái này số 1 giá là 200 nha anh em. À chữ Nhật thì cái chữ da băng thì thấy, nhưng mà thấy hàng chữ Nhật ở đây với cái hiệu ở đây ha. Và trên đây có chữ ở đây thì nó có cái tem. Đó. Và trên hộp dao thì không thấy nữa ha. Rồi cái này số 1 ha, giá là 14 cái nha nè. Giá là 200 ha. Số 1 giá 200. Rồi số 2. Số 2 là không, cái này bị bể kèo mình đăng là mình bán 200 nha nè. Nó thì cái đầu khoan này cho 13 ly ha. Thì cái này nó có bộ nhông trong đây, anh em dặn không được ha. Đó số 2 nha, và có đầu búa, tất cả là còn nhông trong đây, mình chưa sử dụng chưa mở gì đó ha. Mình mua về bán về số 2 giá là 200 nha anh em. Đó thì cái con này nó có hai chức năng nha anh em, không có chế độ khoan tường ha. Và đây dặn cái cấp này thì nó sẽ nhẹ ha, còn cái dòng bên trong này thì nó đang bị kẹt hay gì đó, mình chưa mở luôn. Ốc ở đây thì còn đầy đủ ha. Đầu này hình như đầu bằng sắt nha anh em, rất là chắc, đầu hình như là 13 ly hay gì đó. Cái này số 2 ha, mình bán cái đầu khoan này giá là 200 ha. Cho anh em nào về cần phụ kiện lấy nhông hay cái gì trong chổng đó ha. Số 2 là giá 200. Rồi số 3. Số 3 là một cái cặp vỏ pin của Niken nha anh em. Đó thì về anh em đóng một xe pin trong đây ha. Cái này 3.6 xài cho mấy con vít gấp á anh em, điện tử á. Hai vỏ này còn khá là mới ha. Thì cái này là số 3, mình bán giá là 180.000 cho hai vỏ ha. Tem bọng đồ còn đầy đủ hết nha anh em. Đó. Thì cái bên đây cũng vậy, có tem này cũng còn ha. Đó, và trong đây nó hình như nó cũng có cái tem nữa nè. Đó, nó 36 đây ha. Có cái này về thì cái này vỏ pin Niken anh em, còn ruột chổng đồ đầy đủ ha. Thì cái này có số 3 ha. Số 3 là giá 180.000 nha anh em. Đó, 180.000 ha. Rồi số 4. Số 4 là một cái mâm hơi này nha anh em. Giá là 350.000 ha. Cái này thì nó có đồng hồ điện tử ngoài sau và nó có cái dây tẩu thuốc á cho anh em cắm vô xe hơi ha. Đó, cái này giá là 350. Cái này có thể rút được nha. Có cái giống như cái vỏ pin vậy đó, thì anh em cắm vào đây. Rồi anh em lưu ý cái này là cộng ha, và bên đây là trừ ha. Thì mình sẽ mượn cục pin 12V mình ép ha, mình sẽ lên hơi. Con này mình thấy hơi nó rất là mạnh nha anh em. Đây, cái dây này là dây trừ ha, và cái dây này là dây cộng. Thì bóp công tắc thì nó mới lên ha. Cái này nó có nút khóa công tắc để cho anh em. Đó, anh em kẹp cái bên đây, dây bên đây nó không chạy thì qua đây. Thấy không? Đó. Đây ha, đó.
khi mà kẹp vô đúng rồi nó sẽ cháy đèn ha. Đó, mà bóp con phần này nó chạy nè. Đó, tắt tắt lại sẽ tắt, nó có phần chỉnh lực ha. Nó mát tối đa của nó, cái đồng hồ nó để là 580 nha anh em. Và ở trên đây thì nó sẽ nó phức cái ánh đèn với lại nó bị chói nè, anh em chỉnh cái đồng hồ này nó không có thấy rõ ha. Đó, 580 đó, chỉnh số ha. Mát thấp nhất của nó là 570 ha. Và đây là nút nguồn. Đó. Nguồn này gì đó. 30 nè ha. Đó. Từ giờ mình cộng lên nè. 90 4 30. Đó, nó có chỉnh cái chế độ ở đây nè. Về nó vẫn ăn nha nè, đó 400 ha, nãy chỉnh cái mức nào mà nó 580 ha, thì cái này nó còn hoạt động bình thường nha nè. Khi mình đè vô thì hơi nó ra rất là mạnh ha, cái này là khóa công tắc hay thôi, cái này là cái này là mới, nó ghi là made in China xuất Nhật nha nè, rõ ràng ha. Đây mình sẽ quay vô cho anh em coi đó. Thì cái này giá là số 4 là 350 nha nè. Đó, có luôn cái tổng thuốc đây ha. Đây 12V nè. Đó, đây là công suất của nó, anh em chú ý nhìn cái tem ha. Đó, China ở đây ha. Đó. Ở đây nó có ghi công suất nó, anh em chú ý nhìn ha. Thì cái này nó thiếu cái đầu hơi đấy nha anh em. Đó, vậy nó có cái tổng thuốc thì cũng dài lắm nha. Đó, thì anh em nào sử dụng xe có xe hơi thì bỏ vô. Rồi cái này số số 4 nha anh em, giá là 350.000 ha. Đó, số 4 giá 350.000. Đó, số 4 giá 350.000 ha. Rồi số 5. Số 5 là một cái cây này, là cái cây DCM là nó xài chung với XK11 đó anh em. Đó ha. Đây đời mới của giống như DCM á, ghi là cũng ghi là mẻ China, nhưng mà con cây này còn khá mới ha, tem còn, con su còn đầy đủ ha. Đó, và tem ở đây cũng còn. Thì cái giá cái này là máy với pin zin nha, pin zin còn nhận sạc zin nha anh em. Thì mình sẽ mượn cục sạc mình test anh em, pin nó khoảng còn khoảng 12V đó. Thì cái này số 5 có giá là 700k ha. Con này anh em xài nó sẽ mạnh hơn con 090 nha. Và nó cũng có điện tốc, có búa, có đèn led rồi nha anh em. Con này màu trắng nha. Tua nó sáng bóng. Đó. Và có được tốc, có thắng, có búa ha. Đây, ở nhà thì mình cũng đang xài một con y vậy. Đó. Thì nó xấu hơn cái tem đây, nó bị mờ ha. Đó, mình để mở máy nè. Đó, cái tem bên đây thì đẹp, nhưng mà pin này thì mình đóng lại nè. Đó, mình bán cái con này vậy nè. Đó, số 5 ha, giá là 700. Đó. Đây ha. Rồi con 8 là 12V, pin nó 3 xe bên trong ha. Đây công suất dọc tua của nó nè. Nó tối đa 2.7 ha, 2.7. Và chạy rất là êm nha anh em. Và búa của nó rất là mạnh hơn con 090 nhiều ha. Đó, và cái này máy với pin zin ha, còn nhận sạc zin nha anh em, giá là 700 ha. Rồi sẽ tiếp tục tới số 6. Số 6 là một cái con này là 122 nha nè. Con này cũng còn đẹp. Đầu mấy con này thì con nào cũng phải có rơ nha nè. Mà ít hay rơ nhiều ha. Con này cũng có rơ nha. Đó. Rơ vậy là ít ha. Và đây con này thì mua về nó mắc điều, nó mắc thắng này nha nè. Rồi giá thân máy vỏ pin cái số 6 là giá là 500 ha. Vỏ pin này 12V thì về anh em phải đóng pin lên ha. Đó, tem bên đây thì cũng còn nha nè. Đó, TD1212D ha. Đầu nó thì còn cao su nha, nước sơn nó thì có chập chóc tí nha. Và con này than của nó còn 70-80%. Thì mình sẽ mượn cục pin mình test cho anh em. Có điều tốc nhưng mà mắc thắng nha. Đó, thì anh em mua hàng thì nghe kỹ cái sản phẩm giúp mình xong rồi chọn nha. Và nhớ cái mã số trên đây, nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại giúp mình đó, điều tốc thôi. Đó, mắc thắng nha nè. Thì anh em nào về thì vệ sinh công tắc lại ha. Đó, vệ sinh công tắc lại xài ha. Con này thì đầy đủ chức năng nha nè, cực kỳ mạnh luôn. Cái dòng đầu khía này rất là mạnh ha, giá là 500k nha nè. Đó. Thì cho mấy con này anh em đi cài công trình bắn tôn cũng được ha. Rồi thân máy vỏ pin nha nè, giá là 500 ha. Đây. Vỏ pin đó ha. Dạ thì anh em đóng pin lại xài ha. Đó thì cái này là số 6 nha anh em, thân máy vỏ pin là giá là 500 ha. Đó, ngoại hình cũng còn khá là đẹp ha.
thân máy vỏ pin giá 500. Số 6. Rồi số 7. Số 7 là một cái mặt 137 bị lỗi mặt nha anh em, nhưng mà từ còn xài được ha. Từ còn. Thì cái này nè, đó. Có còi, có đèn ha, có cái đế chân và cầu chì và cái cuộn ha. Cuộn con này thì nó cũng không được đẹp lắm. Đó anh em nhìn ha. Này nó dính xét, đều có đánh luôn. Mua về vậy nó bán. Cái mặt này anh em lưu ý ha, bây giờ mình đút pin vô nó bị cháy đèn luôn, nó cháy là như mặt ha. Chắc là bị lỗi. Nhưng lại cái con này nha anh em, cái con này nó cũng bị cong, có thể là nó hư. Thì về anh em có lấy phụ kiện đó, thì lấy nha, rồi mình đút pin vô nó sẽ cháy đèn vậy nha anh em. Còn từ á, mình sẽ dùng cái miếng sôi từ mình rọi cho anh em ha, là chắc cú là còn xài được hay không nha anh em. Đó, chú ý ha. Đó, từ là mình biết là mình khỏi cần test từ cũng được ha. Chỉ cần có cái miếng này anh em xài được. Đó, anh em chú ý ha. Thì đó, thì nó có nguyên cái đường thẳng nha anh em, nó không có lè ra thì nó sẽ xài được bốn cực ha. Và nó sẽ có bốn cái đường thẳng ha. Đó. 3 rồi ha, 4. Và bốn cái đường thẳng này nó sẽ trùng với bốn cái đường thẳng ở trên nha anh em. Nếu mà nó bị lệch là không xài nha. Đó, thẳng băng ha. Ở trên đây thì nó sẽ có hai cực nè, ba cực nè, đó, bốn cực nè. Ở trên đây thì anh em sẽ hơi bị nó mờ, hơi bị khó thấy tí nha nè. Đó. Đây ha, mình xây lại cho anh em coi lần cuối ha. 1 2 nữa không đó, 3 nè. 4 nè ha. Và ở đây cái đường này cực kỳ thẳng nha. Thì từ đó anh em nhìn nè, nó có bị dính dơ, nó xét đây có chỗ thì còn nó sơn xanh nha. Đó. Đó, thẳng băng nha. 1 nè, 2 nè. Đó, 3 nè ha. Đó, là 4 nè ha. Rồi cái này có giá là 350 nha. Ơi cái này, lộn, mình xin lỗi, mình nói lại nó giá lộn ha. Mình sẽ quay giá ra nè. Này số 7 nha anh em, giá là 450 ha. Từ nó còn sống, mạch nó hư nha anh em. Số 7 giá là 450 ha. Rồi thì số 8. Số 8 là một con cưa gỗ này, lưỡi một tấc 25 nha anh em, không than. Và đây nó có chế độ là nhanh chậm đây luôn ha. Và đây là công tắc báo pin khi bấm là có đèn ha. Con này thì nó có bẻ cỏ nghiêng nữa nha anh em, bẻ cỏ nghiêng nữa ha. Cỏ nghiêng thì anh em mở cái này ra, đó, bẻ thôi ha. Đó, nghiêng ha. Để cho anh em cắt cái gỗ giặt khéo á. Mà không xài nữa là lại. Còn cái này, cái này thì anh em gạt lên nó thì sẽ bẻ cái bàn này xuống được ha. Đó, kéo cái bàn này xuống ha. Đó, để anh em chỉnh cái lỗi cắt gỗ để nó bằng nhau. Và đây mình không có pin 18 thì mình sẽ mượn pin 14 mình test cho anh em coi ha. Nó có công tắc an toàn nha anh em. Thì bóp vô đây mới bóp vô đây ha. Để vô nó cháy hai đèn ha. Và bóng này nó chạy nha. Đó, cưa thì nó không có điều tóc nha anh em, nhưng mà nó có thắng, cái này còn dính lưỡi ha. Lưỡi này lưỡi cắt gỗ nha anh em, cắt gỗ. Đó. Đây, và mình quên chỉnh chế độ chậm lại cho anh em coi. Cái gì nó có hai chế độ. Đây, con này 18V nha anh em. Lưu ý là 18V không phải 14 nha. Thì nhà mình không có pin 18 thì sẽ mượn pin 14 mình test. Đây ha. Đó, và đây công tắc này nó chuyển sang chế độ chậm nè. Và đây là báo pin. Báo pin thì cái pin này 14 nó không có báo đâu. Tại vì nó 14V mà con này là 18V ha. Chữ ở đây thì cũng còn nha, con này ngoại hình còn khá đẹp ha. Tem ở đây hiệu ở đây ha, con này không than nha. Có thể anh em nhìn ha, C18 đó, DBNL ha. Còn mấy cái dòng đời mới của Hitachi là hay ghi mét China lắm nha anh em. Đó. Cái này thì như nó có sản xuất luôn năm 2017 nè, tháng 5 2017 nó có trên này 2017 nè. Đó thì cái này cái giá cây cưa này có giá 1 triệu nha anh em. Đó thì cái này là số 8 ha, số 8 có giá cây cưa này 1 triệu ha. Rồi hôm nay ngày 29 tháng 10 nha. Rồi số 9. Số 9 là một cái con này là 170 nha anh em. Nó còn mặt luôn, mà cuộn nó thì cũng hơi xấu nha. Đó. Thì mình sẽ bán giá là 800k ha, có luôn cái từ và cái vỏ. Nói chung vỏ là cũng hơi xấu nha, tem bên đây cũng còn. Đó, nắp đít cũng hơi xấu. Cái từ thì còn hoạt động được nha anh em. Nhưng mà nó bị cái cánh quạt ha. Cánh bị xây cánh quạt ha, thì mình không có đút vô chạy đâu. Mình sẽ đổi cái từ cho anh em là chắc chắn còn xài được, mặt nó còn sống ha. Đó thì anh em sẽ nhìn bốn cực ở đây nó còn đó, thẳng băng nha, không có lệch nha. Nó 2 nè, 3 nè ha. Đó, 4 nè ha. Và trên đây thì cũng vậy. Đó. 1 nè ha. Đó, 2 nè ha. 3 nè ha. 4 nè ha. Đó. Nó bị xe cánh quạt thì về anh em nào có thời gian sẽ làm lại con này còn phím luôn nha anh em. Đó thì con này cái mặt nó còn sống nha. Cái mặt nó còn lên nguồn, nó về nó bị đứt cầu chì thì mình hàn cầu chì lại cho anh em thôi. Đó đây ha. Giờ nhà mua về nó không có đầu búa, nhà cũng hết đầu búa, không có ráp vô. Mình đút pin 18. À, cái này 18V nha, nhưng mình đút pin 14 nó sẽ báo một đèn nha anh em. Đó, chỉnh được ha. Đó, số 3, số 2, số 1. Đó, và chế độ auto là chuyển sang chế độ từ chậm tải lên nhanh nè ha. Đó, và đây là đèn LED. Đèn LED của nó thì nó bị đứt ha anh em. Đó, nó còn thấy còn mới nhưng mà bị đứt ha.
thì mặt ở trong đây mình sẽ đây mình mở sẵn rồi ha, đó mở sẵn rồi luôn rồi, cái này còn đầy đủ nha anh em, nó chỉ thiếu cái đầu thôi nha, đó còn chì nó về nó bị đứt thì mình hàn lại chấm hàn đây ha. Thì mặt con này mình nói với anh em là không có sửa chữa gì hết nha, đó thì anh em sẽ nhìn ha, đó đây nó có dấu nhưng mà vẫn nó còn lên nguồn rồi nha anh em, đó 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 giờ nó cột chì mình hàn lại. Và đây anh em chú ý cái mặt này thường thường á nó lên nguồn mà nó bị chạy giật á thì anh em sẽ kiểm tra mấy cái đường này ha, cái đường này nó nằm bên trong đây anh em khó nhìn lắm, nhiều khi nó bị gạch trúng á, nó đứt ngang ở đây á, đó anh em thì cứ cạo nó ra là sẽ lấy miếng chì chấm lại là sẽ chạy được thôi ha. Đó thì cái này có giá là 800 nha nè, mặt 170 zin nha chứ không có sửa chữa gì hết nha, đó có lính luôn cái từ và cái bàn phím nha nè, đó công tắc ha, đó với luôn cái đồ bảo chiều đầy đủ ha, đó bàn phím đế chân đầy đủ hết nha nè, đó mình không có lấy cái gì hết. Đây từ nó phải nhớ lưu ý bị sai cánh quạt nha, từ thì 500 cũng còn hết là khá là mạnh nha nè, đó khá là mạnh ha, từ là mình rọi chắc cú là mình biết có xài được hay không rồi nha nè, đó đây mình mượn cái từ này để mình test máy nó banh này ha, mình dán keo lên đụng đó để mình thử vô coi tải về chạy cho anh em coi, sẵn là cho nó cào cái từ luôn nha nè, cào cái từ một tí ha. Đó, ở đây đó, mình chuyển sang số 4 ha, đây thì anh em chú ý nhìn đây ha, mình sẽ bật bệnh là tại vì mình đang chưa bật đó đảo chiều ha, đó rồi đó số 3 ha, số 2 nè ha, đó, số 1 nè ha, đó và chế độ auto nè nha anh em, đó và chuyển sang chế độ đây ha, từ sang nhanh đó. Rồi thì con này mua về vậy nó bị tình trạng vậy thường bán giá 800 nha anh em, 800 ha, đó từ nó bị chạy cánh quạt nha, giờ thì anh em làm cánh quạt nó bóp đi, chứ để về bóp nó sẽ xay cánh quạt không, dễ bị hư ha. Rồi số 9 giá là 800 nha. Rồi số 10 là một cái cục sạc này nha anh em, sạc này còn khá là mới chưa xài, đi kèm với nó có vỏ pin nha, đó sạc này cho 7V2 anh em, EZ0L20 ha, có Panasonic hay Nati gì cái máy nào đó là đều chung với nhau ha. Cái này vỏ pin nha anh em, ruột ở trong thì nó bị hư pin thối pin hết rồi, mình gỡ ra còn mạch trong đây ha, đó và mình không có đóng pin lại nên mình không biết cái nó có nhận sạc hay không, thì mình bác y dạy về cho anh em đóng pin lại ha và kiểm tra lại sạc. Đây thì mình sẽ mở cục sạc ra coi cục này thử có cắm được 220 hay không nha nè, đó cục này thì còn khá là mới luôn ha, đây nó còn luôn cái độ đậy cái nắp đít lại nữa, đó thì nó cái này nó sạc 7V2 nha, ngoài đây thì ghi điện 100V DC 8V4 nè, anh em nhìn cái thông số dưới này không, qua là Sonic ha, Nati gì đều chung với nhau hết nha. Thì cái này có giá là 500 ha. Có giá là 500 nha nè. Đó, mình nhìn ra mình mở rồi mở ra mình coi cái con tụ là mình sẽ biết nó xài được bao nhiêu volt hay không. Vậy thôi. Đây ha. Nếu mà con tụ nó 450V thì nó sẽ xài được ha, 220V. Đây, con tụ nó 400V thì cũng xài được 220V nha anh em. Vậy là riêng của nó là đã 220V luôn ha. Ở đây mình cắm điện luôn cho anh em coi. Đây, điện trên đây mình có ghi 220V nha. Đó, thì mình cắm luôn. Đó, nếu mà có hư nổ thì mình sẽ chịu trách nhiệm. Đó. Cắm thử trực tiếp trên đây cho anh em coi ha. Về anh em... để mình không anh em nói cổng test. Và đây mình sẽ đẩy cái nắp pin lại ha. Thì nắp pin lên thì mình sẽ đút pin lên thì nó sẽ lên nguồn nha nè. Đút pin vô thì nó sẽ lên nguồn ha. Đây. Và anh em chú ý nha, con này phải đút pin vô nó mới sạc nó mới lên nguồn ha, đút pin lên nó sạc ha. Nó lên nguồn ha, đó. Đó và không có pin nó sẽ báo đèn nha nè, không có ruột trong đây á. Đó. Thì con này sạc pin của nó là đã được 220 luôn nha anh em. Muốn cấm điện nào cấm nha, tại còn một con tụ của nó tới 400 rồi nha anh em. Đó thì cái này có giá là 500k cho nó. Cái này với cái vỏ pin nha anh em, đó. Rồi giá là 500 ha, số 10 giá 500. Rồi thì anh em nào mà chọn sản phẩm nào phù hợp, cái số 10 cũng là cái cuối clip rồi ha. Đó thì chốt nhớ cái mã số trên đây và nhắn trực tiếp vào số điện thoại của mình ha. Thì anh em nào mới xem kênh lần đầu á mà muốn mua hàng thì lần sau muốn mua hàng thì phải bấm đăng ký kênh. Thì lần sau nó mới thông báo nha.
và đăng ký kênh thì anh em bấm cái chuông nó sẽ mới thông báo qua nha. Đó, khi mình đăng cái video lên nó sẽ gửi qua điện thoại anh em, thì anh em dễ mua hàng ha. Đó, thì anh em nào xem thì nhớ cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh nha. Đó, để có những video sau thì anh em có thể mua hàng tiện lợi. Và chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong cái clip sau ha. Rồi thì đơn hàng hôm nay ngày mai mình sẽ gửi hàng nha, tại vì thứ bảy rồi phải chốt hàng. Đó, tại vì chủ nhật bên Viettel nó nghỉ vậy nè, không có nhận hàng.